Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày lười cho bé với hai màu trắng và xám như thế này. Thì mẫu giày này mình không dán đế, mình để mặt phải của mặt đế xuống phía dưới. Thân giày thì mình móc các cái mũi móc đơn từ đỉnh giày xuống và nối liền với phần thân sau. Đây, mẫu giày lười như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len mycotông. Ở đây mình sử dụng hai màu và sợi len dày khoảng tầm 1.75 đến 2 mm. Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4. Nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim với độ dày bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nha. Đây, độ dày của đầu kim với sợi len nó sẽ ngang bằng nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đế trước. Thì ở đây mình có móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Và ở mẫu giày này mình không dán đế, nên mình sẽ để mặt phải của đế xuống phía dưới, đưa mặt trái vào trong để cho cái phần thân giày nó được đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân giày lên cao. Hai hàng móc ở đây và các cái mũi móc đơn móc từ đỉnh giày xuống, chia làm hai màu ở thân giày như thế này. Thì khi móc được cái mặt đế đến chân móc cuối cùng, móc lên một mũi móc xích để kết thúc hàng mặt đế, thì tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên. Thì chân móc đầu tiên là cái chân móc ta vừa móc mũi dời nè. Đây, ở đây nó có hai chân móc, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ở phía trong nha. Đây, cái chân móc này nó có hai cái mũi móc nhỏ nè. Ta sẽ móc tất cả các cái mũi móc đều móc ở cái chân móc phía trong nha. Đây, móc cho mình vào cái chân móc phía trong như thế này. Ta sẽ dùng mũi nửa kép để móc cái hàng móc đầu tiên, móc cho mình vào chân móc phía trong này. Đây, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân móc ở phía trong. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc cho mình vào chân ở phía trong. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và toàn bộ các mũi móc các bạn đều móc cho mình bằng mũi nửa kép và móc vào chân phía trong nha. Đối với những size lớn hơn và có dán đế thì các bạn sẽ quay ngược cái phần mặt đế lại, đưa mặt trái xuống phía dưới, sau đó móc cho mình các cái đường móc như thế này. Ở những mẫu mặt đế mà cái hàng ngoài cùng, vòng ngoài cùng thứ ba của mặt đế móc mũi kép đơn thì ở thân giày các bạn cũng móc cho mình mũi kép đơn nha. Ở đây mình móc mũi nửa kép nên ta sẽ móc cái hàng đầu tiên này là mũi nửa kép. Móc tiếp cho mình vào mỗi chân móc, móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là phần thân giày mình đã lên được một hàng móc nửa kép và có cái độ cao một hàng móc như thế này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp hàng móc thứ hai. Thì hàng móc thứ hai của size này mình sẽ móc mũi nửa kép. Đối với những size lớn hơn, các bạn có thể thay bằng mũi kép đơn để cho cái phần thân giày này nó được cao hơn nha. Hoặc đối với những size có vành ngoài cùng của mặt đế là mũi kép đơn thì các bạn sẽ thêm cho mình hai hàng mũi kép đơn chứ không có làm mũi nửa kép nữa nha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc nửa kép này. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là phần thân mình đã lên được hai hàng móc nửa kép và nó có cái độ dài như thế này. Ta tiến hành cắt len. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân phía trên chia làm hai màu. Ta sẽ sử dụng màu trắng, các bạn gấp đôi cái phần thân đế lại.
Khi gặp đôi lại thì cái phần đỉnh dày này nó có chừa một mũi móc nè. Cái mũi móc này là mũi móc đỉnh. Từ cái mũi móc này ta sẽ đếm ra 3 mũi móc. 1, 2, 3. Sau đó ta đâm kim vào chân móc thứ tư. Ở chân móc thứ tư này nó có 2 mũi móc. Các bạn đâm kim cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Đây, đây là chân móc phía trong, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc phía trong này. Sau đó kéo sợi len màu trắng qua chân móc. Tất cả các cái mũi móc tiếp theo này ta cũng móc vào cái chân móc ở phía trong nha. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc bên cạnh một mũi móc đơn và cũng móc cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Đây, hai chân móc này móc vào chân ở phía trong một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên móc cho mình một mũi móc đơn thứ ba. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục móc mũi móc đơn thứ tư vào chân móc kế bên. Thì chân móc thứ tư này sẽ là chân móc mà mình gặp đôi cái phần đỉnh dày lại, ta thấy cái mũi móc chừa ra nè. Ba chân móc kế tiếp, mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Để ta được 7 mũi móc đơn liên tiếp. Khi đã móc được 7 mũi móc đơn liên tiếp vào 7 chân móc, tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên của cái phần thân này. Đây, cũng móc cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Đâm kim vào chân móc này và móc cho mình một mũi dời. Đây, chân móc ở bên trong này móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân móc này và móc cho mình thêm một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại, các bạn lưu ý đưa ngón tay cái ra phía sau mặt đế, sau đó lật cái phần mặt đế lại để cho sợi dây móc nằm ở bên trong của thân dây nè. Hàng móc tiếp theo này ta sẽ móc vào 7 chân móc, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình vào 7 chân móc của cái hàng móc thứ nhất. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi được 7 mũi móc đơn liên tiếp vào 7 chân móc, tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên của phần thân một mũi dời. Thì lúc này mặt phải của đường móc đang nằm ở bên trong của dây, các bạn sẽ đưa kim ra ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc nha, để cho cái phần dây này nó được đẹp hơn nè. Đây, ta sẽ đưa kim ra ngoài chân móc và đâm kim từ ngoài vào trong như thế này. Đâm kim vào cái chân móc bên trong nha. Từ đây đưa kim ra ngoài sợi dây móc, đồng thời đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên. Móc vào chân móc ở phía trong và móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Tiếp tục đưa kim ra phía sau và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo để gây nên hàng tiếp theo. Móc vào đây một mũi dời. Quay ngược đầu móc lại. Thì ta vừa móc được hai hàng móc ở phần đỉnh dày. Tiếp tục hàng móc thứ ba là hàng móc số lẻ. Các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình. Ta sẽ tiến hành tăng 2 mũi ở đầu và cuối hàng móc. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đến chân móc cuối cùng. Ở chân móc cuối cùng ta sẽ thêm một mũi ở đây, tức là các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là hàng móc thứ ba mình được 9 mũi móc, thêm 2 mũi ở đầu và cuối hàng móc. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo của phần thân. Đây, cũng đâm kim cho mình vào chân móc ở phía trong nha và móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Tiếp tục đưa kim lên chân móc phía trên, móc vào đó một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược mặt đế lại cũng làm tương tự, đưa ngón tay cái ra phía sau và quay ngược mặt đế lại. Ở hàng móc thứ tư này là hàng móc số chẵn, nên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và hàng móc này ta sẽ không tăng mũi nha. Hàng móc chẵn ta sẽ không tăng mũi.
Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Như vậy là hàng móc ta vừa móc sẽ có số mũi móc bằng với số mũi móc của hàng bên trên nè. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần thân một mũi dời để kết thúc vòng. Lúc này chiều của mũi móc đang nằm ở bên trong của mặt đế. Các bạn tiếp tục đưa kim ra ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc và móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Đâm vào đây và móc một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân móc tiếp theo của cái phần thân trên. Đây. Đâm kim từ ngoài vào trong và gây nên một mũi dời ở đây để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc tiếp theo này sẽ là hàng móc số lẻ. Các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình 2 mũi móc ở đầu và cuối hàng móc ở cái hàng móc số lẻ nha. Ta sẽ tiến hành tăng mũi ở những hàng móc số lẻ. Tăng 2 mũi móc ở đầu và cuối hàng móc. Móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo của cái phần thân dưới. Móc cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là phần đỉnh dày màu trắng ta kết thúc ở 5 hàng móc màu trắng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân màu xám này. Thì sau khi cắt len hoàn tất, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái phần thân màu xám bên trên. Thì hàng móc cuối cùng của phần đỉnh dày màu trắng, mặt phải của hàng móc nằm bên trên và có sợi len thừa nằm ở bên trái nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần màu xám ở bên phải để cho hai sợi len thừa này nó không có dính vào nhau. Và hàng móc cuối cùng này là hàng móc số lẻ, ta đã tăng mũi rồi thì hàng móc tiếp theo, hàng móc số chẵn các bạn sẽ không tăng mũi nha. Mà ta sẽ móc đều với hàng móc ở bên trên. Đâm kim cho mình vào chân móc tiếp theo ở phần thân nè, đâm kim vào chân ở phía trong nha. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào các chân móc của hàng móc cuối cùng ở phần viền màu trắng này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Hàng số chẵn lưu ý cho mình là không tăng mũi nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Và ở các chân móc cuối cùng ta gặp sợi len thừa của cái phần viền màu trắng nè, các bạn cũng móc cho mình giấu len thừa vào trong mũi móc. Đây, giấu len thừa vào trong mũi móc như thế này để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng ta được một hàng móc màu xám như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên là chân móc ở bên trong nha. Móc cho mình vào chân móc kế bên của phần thân một mũi dời để kết thúc hàng. Tiếp tục dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Tương tự đưa ngón tay cái ra phía sau mặt đế và quay ngược mặt đế lại để ta gây nên hàng tiếp theo. Thì hàng móc tiếp theo của màu xám này sẽ là hàng móc số lẻ. Ở hàng móc số lẻ thì các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình, tăng 2 mũi móc ở đầu và cuối hàng móc. Tức là chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đây, khi giấu len thừa thì hai sợi len thừa sẽ như thế này, khi cắt len không phải giấu len nhiều nha. Móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này 2 mũi móc đơn cùng chân móc.
Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở chân móc cuối cùng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Thì như vậy là mình tăng được 2 mũi móc ở hàng móc số lẻ này. Đây, tăng ở đầu và cuối hàng móc. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo nè. Đây, đưa kim ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân móc. Móc vào chân ở phía trong nha và móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc hàng. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên. Cũng đâm kim từ ngoài vào trong và móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Thì ở size này mình sẽ ngừng tăng mũi ở các hàng móc tiếp theo. Đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình 2 mũi móc ở đầu và cuối hàng móc. Và tăng cho mình ở những hàng móc số lẻ nha. Vì cái vòng tròn ở bên trong này nè. Cái vòng tròn này nó vừa với cái phần thân chân của bé rồi, nên ở vòng nóc này mình sẽ không tăng mũi nữa. Đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ tăng mũi cho mình nha, để cho cái phần này nó được rộng hơn nè, chân bé mang sẽ thoải mái hơn. Bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo và không tăng mũi. Các bạn cứ móc tương tự cho mình nhiều hàng móc nữa, cho đến khi cái chiều dài từ đỉnh giày xuống cái phần hàng móc cuối cùng sẽ bằng một nửa phần đế giày nha. Cũng móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự và ta không tăng mũi. Hoặc ở những size lớn hơn thì tăng mũi đến một mức cố định, sau đó sẽ không tăng mũi ở các hàng móc tiếp theo cho đến khi ta được một nửa mặt đế. Và lưu ý cho mình khi quay ngược đầu móc để móc cái hàng móc tiếp theo, các bạn sẽ đâm kim cho mình từ ngoài vào trong chân móc nha. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc để cho cái mũi móc của mình nó sẽ đẹp hơn và sẽ không bị lộ mũi móc. Thì ở đây mình đã móc lên được nhiều hàng móc đều nhau và không tăng mũi. Chiều dài từ đỉnh giày xuống hàng móc cuối cùng bằng một nửa phần thân của đế giày rồi. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên của phần thân bên này một mũi dời để kết thúc hàng. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc phần thân phía sau để tạo gót giày như thế này, hai hàng móc. Và chiều cao của hai hàng móc này tăng dần đều. Đây, tăng dần ở hai bên như thế này. Ở cái điểm mà ta vừa kết thúc này nè, khi móc được mũi dời để kết thúc hàng thì tiếp tục các bạn đâm kim cho mình lên cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc ở phần thân trên này nè. Đây là chân móc đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái phần thân chân bên trước này. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. Ta sẽ bắt đầu hàng móc thứ nhất từ cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời này nè. Đây, khi móc lên được một mũi dời thì nó sẽ tạo ra được một khoảng như thế này. Tiếp tục móc cho mình vào các chân móc của phần thân sau. Cũng móc cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Móc vào chân móc đầu tiên, một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Khi được hai mũi móc đơn liên tiếp thì hai chân móc kế tiếp, chân thứ ba và chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì chiều cao của hàng móc đầu tiên nó sẽ tăng dần như thế này nha. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Cũng móc cho mình tất cả vào chân móc ở phía trong nha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đầu dây bên cạnh các bạn sẽ chừa ra cho mình 4 mũi móc ở đây. 4 mũi móc từ cái góc thân này. Móc cho đến chân móc thứ 5 nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở 4 chân móc cuối cùng này, hai chân móc kế cuối, mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Để mình hạ thấp được cái hàng móc này tương tự như cái đầu dây bên kia. Hai chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi được hai mũi nửa kép liên tiếp thì hai chân móc cuối cùng, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, thì như vậy là chiều cao của hàng móc nó giảm dần đều như thế này. Tiếp tục đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc phần thân trước này. Đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên và móc một mũi dời vào đây để kết thúc hàng. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ nhất ở phần thân sau nè.
Đây, đã tạo ra được một khoảng hở để luồn cái phần cổ chân của bé vào. Và để gây nên hàng móc tiếp theo ở phần thân sau, các bạn sẽ sử dụng mũi dời cho mình vào các cái chân móc của cái hàng móc phía trên này nè. Đây, móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Chân kế tiếp cũng móc một mũi dời. Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc. Sau khi dời đến chân móc cuối cùng là cái chân móc sát chân móc mà ta gây nên ở phía dưới nè. Đây, cái chân móc này nó sẽ tạo cái chiều cao ở đây. Các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái hàng móc thứ hai. Cũng móc cho mình vào hai chân móc của mũi móc đơn ở phía dưới nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình ở hai mũi móc của cái mũi móc đơn ở phía dưới á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn. Tiếp tục hai chân móc của mũi nửa kép sẽ móc hai mũi nửa kép vào bên trên. Thì như vậy là ở hàng móc thứ hai này nó cũng có độ cao tăng dần tương tự như cái hàng móc thứ nhất ở phía dưới nha. Tiếp tục móc vào các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho mình như cái hàng phía dưới nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở mẫu giày này không có cột dây hay dán đế nên ở cái phần gót giày này nó rất là dễ bị tuột. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao cho cái phần gót giày này nó ôm sát vào chân của bé mà không bị tuột nha. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cái phần gót giày á. Khi đã móc được đến phần gót giày thì ta tiến hành giảm mũi ở cái phần gót giày này. Hai chân móc kế bên các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân để mình giảm cái số mũi móc ở đây để cái phần gót giày này nó ôm được vào chân của bé nè. Hai chân móc này ta sẽ chụm lại thành một chân nha. Các bạn lấy len đâm kim vào chân đầu tiên, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc liên tiếp, tiếp tục kéo len qua hết chân móc trên kim. Sau đó móc vào các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là phần gót giày mình đã bo lại được một mũi móc nè. Nó có cái góc bo lại như thế này để ôm vào gót chân của bé. Giúp cho thân giày nó không bị tuột nha. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở hai cái điểm cuối cùng này cũng chừa ra cho mình 4 mũi móc. Bốn chân móc cuối cùng này, hai chân móc của mũi nửa kép phía dưới, mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và hai chân móc của mũi đơn phía dưới, mỗi chân móc ta móc một mũi đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là ở đầu này số mũi móc của mình nó giảm dần đều. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên của cái thân giày phía trước nè. Các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên mà mình móc mũi dời đầu tiên á. Móc mũi dời đầu tiên nha. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Thông thường thì khi kết thúc một mũi móc ta sẽ tiến hành móc lên một mũi móc xích. Nhưng ở đây các bạn kéo dài sợi len ra và cắt len cho mình. Thì lúc này sợi len thừa vẫn còn đang nằm ở mặt phải của giày nè. Ta tiến hành dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì như vậy là mũi móc của mình được giấu vào bên trong như thế này. Các bạn tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc, ở phần gót giày mình có giảm một mũi móc ở đây nè. Để khi ta mang vào chân của bé, cái phần gót giày này nó sẽ ôm vào chân của bé và giúp cho giày của mình nó không có bị tuột. Hoặc là ta có thể giảm 2 đến 3 mũi móc ở phần gót giày cho cái phần gót giày nó ôm sát vào gót của bé hơn nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu giày lừa cho bé hai màu như thế này.
Chúc các bạn thành công!